kế hoạch của lực lượng thanh tra giao thông vận tải trong việc vâng chào cả nhà, em cho nhỏ thì tí để em theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy thanh tra sở. Vâng chào cả nhà nhé, chào tất cả mọi người, chào các bác anh. Nay chiều hôm nay là ngày 31 chiều 31 tháng 12, tức là còn mỗi mấy tiếng nữa là hết năm cũ rồi, dương lịch, Tết dương lịch. Em vừa mua được của chiều nay vừa mua được của một bác khách một cái TV TCN các bác nhé, TCN con này hình như là 24 inch, xem nó là bao nhiêu inch, chưa nom. Con này bao nhiêu inch nhỉ? 24 inch. Vâng, con này 24 inch các bạn. Con này đời LCD. Con này đời chưa có tích hợp mạng chứ gì đâu. Con này xem thì rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Con này em mua về trong tình trạng chân đầy đủ các bác nhé. Chân là đầy đủ này, TCN này. Tem nó đây, chữ TCN nhìn nó bạc các bác nhìn đấy. Đấy, tức là nó cái ánh của điện thoại, cái ánh em quay nó tối. Hình ảnh còn rất đẹp các bác nhé. Hình ảnh con này còn rất đẹp đấy. Hình ảnh con này nó còn rất là đẹp đấy chứ không phải đấy đâu. Đấy. Hình ảnh còn đẹp lắm mọi người ạ. Hình ảnh còn đẹp, tiếng hay. Hình đẹp, tiếng tốt. Đấy, đá bóng nó bông ngon lành. Màu mè con này còn tương đối đẹp đấy. Đây nó có một cái bóng xanh các bác nhé. Và khi tắt thì nó đỏ ra. Đấy. Khi mở lên là nó xanh. Khi mở nó báo cái phông hiệu TCN này, màu đỏ, quay vào video nó là màu vàng. Đấy đường tiếng của nó, con này thưa mọi người là con này 24 inch, con này rất đẹp, con này chưa có tích hợp mạng đâu nhé. Con này chân tay gọng gẹo đầy đủ, con này phục vụ để cho các bác xem gia đình, những phòng nhỏ, những phòng gia đình hoặc là những cái làm camera hợp lý, rất là cực kỳ là ngon lành. Thì con này nó rất là bền. Cũng nói đầy đủ là như vậy, con này nó chưa có tích hợp mạng đâu. Các bạn muốn bắt mạng thì phải thêm một cái đầu bút để thu wifi tự động nữa thì ấy được. Mà con này chỉ xem tivi bình thường thôi. 24 inch, con này hình ảnh còn rất đẹp, tiếng ra một ngon lành cành đào. Đấy, tiếng còn ngon lành cành đào này. Đấy, em cho nhỏ để em nói mà. Con này hình ảnh còn rất đẹp các bác ạ. Con này em mua không có điều khiển, em phải phụ họa vừa mua mới khiển mới cứng bỏ vào đây. Vừa mua cái điều khiển mới cứng bỏ vào đây. Vâng thưa mọi người là con này em bán là 700 các bác nhé. Con này thực ra mà nói với các bác anh là em mua lại của khách là 500. Em mua là 500, bổ sung cái khiển vào đây mấy chục, gần là thành gần 600 rồi. Tức là bỏ vốn ra rồi. Tivi là mua 500 rồi. Mua cái khiển mấy chục ra gần 600 rồi. Tức là bán 700 thì em mua công đóng thùng xốp nữa thì là được 100 nghìn. Thùng xốp với băng dính, băng rước đóng thùng xốp, đóng đưa đi. Em bán 700 nghìn tại cửa hàng các bác nhé. Con này xem gia đình, xem trong phòng. Nói thật gia đình mình vừa vừa là mình xem con này ổn rồi. Các bác, các bạn, các anh ở trên vùng phòng vùng cao hoặc là một số chỗ văn phòng nhỏ nhỏ hoặc là làm camera màn hình con này là được rồi. Còn ở Hà Nội thì nói thật là chỉ có những phòng nhỏ, chứ còn sinh viên, học sinh sinh viên, chứ còn đa phần phòng khách người ta treo những còn 6-70 inch rồi thì chả dám nói. Còn những cái phòng mà gia đình mình dùng xem vừa phòng nhỏ treo to quá thì hết chỗ. Thì những con này là hợp lý, hoặc là các bác gia đình các bác các anh. TV thì em chỉ gửi bằng ô tô được, nếu các bác các anh ở gần khu vực miền Bắc thì em gửi bằng ô tô. Cuối năm thì ai nhận được bằng ô tô thì em gửi trong ngày. Con này em bán 700 nghìn tại cửa hàng các bác nhé. Cả khiển khung của nó đây, có chân tay gọng gẹo đầy đủ này. Máy còn rất là đẹp đấy, chứ không gì đâu. Tiếng tăm ngon lành, cành đào, hình ảnh rất là tốt đấy. 24 inch các bác nhé, em bán 700 nghìn. Vâng, ai có nhu cầu thì xin liên lạc lại cho em qua số điện thoại 0982 897 746 hoặc 0945 931862. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các bác anh ai có nhu cầu xin liên lạc về. Em ship hàng, nhưng mà TV thì đa phần gửi bằng ô tô thôi ạ. Chứ còn gửi bằng bưu cục là đóng là vỡ.
Nên là các bác các anh ai nhận được bằng ô tô thì em sẽ gửi bằng ô tô, nhận được ở đầu nhận, cứ ô tô đầu nhận là gửi số em ở khu vực Hà Nội, em ở Hà Đông Hà Nội. Nên là được các bác ở gần bến Yên Nghĩa là tốt nhất, còn nếu không là bến Mỹ Đình, bến Giáp Bát thì em sẽ đưa máy để em gửi đến nơi, gửi máy lên xe để em nhận tiền. Hoặc các bác chuyển khoản, ai cũng xin gửi đói đầy đủ như vậy, ai có nhu cầu xin liên lạc với cho em. Không chẳng có gì nhiều, có một chiếc TV 24 inch còn rất là đẹp các bác nhé. Xem gia đình phải nói là rất là ổn đấy, không vấn đề gì đâu. Máy móc điều khiển em bổ sung cái khiển, em xin nói lại là em bán 700 là lý do em mua cái máy này 500. Những cái con xấu xấu sửa dậy đầy nọ linh tinh em mua tầm 400, nhưng mà con này đẹp lắm, con này đẹp, con rất là đẹp luôn. Mua 500 bổ sung cái khiển ra gần 600 thì em bán 700 thì công thùng số mới được 100.000, coi được 100.000. Được tầm 80-90.000, nhưng cũng chẳng phải trình bày, nhưng thôi nói để anh em biết thôi. Mua bán nó chẳng lờ lãi gì nhiều đâu. Có những con này nó xấu thì nó rẻ hơn. Về chất lượng cái gì cũng vậy, xe máy cũng vậy. TV cũng vậy, con này là chưa có tích hợp mạng đâu mọi người nhá. Ai có nhu cầu sử dụng đến xem TV bình thường thì xin liên lạc về qua số điện thoại 0982 897 746 cho em. Em sẽ đóng hàng em gửi cho. Điều khiển điều khung đầy đủ, tất cả chức năng hoạt động bình thường, hình ảnh đẹp tiếng tốt. Vâng, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác các bạn các anh đã xem video của em. Em chào mọi người.